Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập kênh của Âm Thanh Đức Hạnh. Đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh về rất nhiều hàng. Hôm nay về một lô hàng cực khủng nhé. Sau đây Âm Thanh Đức Hạnh mời quý vị và các bạn cùng vào lắng nghe những sản phẩm có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa Diatol DS77HR màu vàng, mặt bombe. Cặp loa còn đẹp xuất sắc. Cặp loa Diatol DS77HR màu vàng, bát 30, trung đô, tép đô. Cặp loa Diatol DS77HR có một cặp duy nhất này. Tiếp theo đến cặp loa Sansui SPG88. Cặp loa Sansui SPG88 cặp loa này quý vị và các bạn có thể ghép thêm những chiếc vang cơ hoặc vang số để thể hiện những giọng hát của quý vị và các bạn. Cặp loa Sansui SPG88 có một cặp nhá. Và hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh sẽ quay lần lượt. Đi đến đâu Âm Thanh Đức Hạnh sẽ quay tới đó, bởi vì hàng hôm nay về rất nhiều chứ không quay loa trước. Và bởi vì bên cửa hàng thì để hai bên nên là rất khó đi lại. Đến chiếc âm ly Lukma SQ505. SQ505 âm ly Lukma nhé. Và chiếc âm ly này có giá dưới 10 triệu đồng. Hàng còn đẹp nguyên bản. Tiếp theo vẫn là Lukma 504. Chiếc mi Lukma 504 cũng có giá dưới 10 triệu đồng. Trước mắt quý vị và các bạn này là một bộ sản phẩm âm ly đèn và CD đèn. Mã của sản phẩm này là Lukma SQ38U. SQ38U. Hàng rất khủng nha quý vị nhá. Chiếc âm ly Lukma đèn, mã là SQ38 và CD D38U. Bộ sản phẩm này có giá dưới 100 triệu đồng. Hàng cực chất. Đây là dòng âm ly đèn có công suất lớn.
mì đèn lúc mang có công suất lớn và chiếc CD. Đây là trọn bộ. Hàng còn nguyên bản. Và tiếp theo đây là một bộ kéo đẩy lúc man. Xin lỗi nha, đây là bộ kéo đẩy Maran 510M và 3600. Model là của bộ đề bao này là Maran 510 và 3600. Bộ sản phẩm này có giá trên 30 triệu đồng. Và thưa quý vị và các bạn, công suất của bộ dây bao này rất lớn, 960W. Công suất rất lớn, 960W. Đẹp xuất sắc. Và thông báo với quý vị và các bạn, hôm nay một chiếc khiển của một chiếc đầu Luckman D500XS đã về. Thành Đức Hạnh đang phát từ nguồn đầu Luckman 500XS. Khiển zin đã về. Đĩa mặt trên nhá, xuống rất sang trọng. Tiếp theo đến dòng âm ly Acouphe E202. Âm ly Acouphe E202. Hàng rất đẹp. Và có giá trên 20 triệu đồng. Tiếp theo nay lại về được một chiếc âm ly Luckman L80V. Có một chiếc, có thêm một chiếc nữa nhá. L80V. Tiếp theo nay có về được một chiếc đầu đà lông QS10. Chiếc đầu đà lông QS10 còn rất đẹp và còn nguyên khiển zin và dây nguồn rất chất lượng. Đây là chiếc đầu QS10 có thích hợp giải mã và có giá trên 10 triệu đồng. Tiếp theo hôm nay đến dòng âm ly Luckman. Luckman L309X có 2 chiếc. Luckman L309X có 2 chiếc. Hàng đẹp xuất sắc nha quý vị nhá. Hàng này rất lâu mới có về mặt tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Hôm nay có về được 2 chiếc âm ly Luckman 309X, L309X. Và có một chiếc L309V. 309X có 2 chiếc, 309V có 1 chiếc. Và những chiếc âm ly này cũng có giá trên 20 triệu đồng nhé quý vị nhé.
đẹp xuất sắc. Hàng hôm nay về rất nhiều nên clip có hơi dài đấy, quý vị cố gắng theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh để được đồng hành cùng Âm Thanh Đức Hạnh. Tiếp theo hôm nay về được một chiếc âm ly Acouphone E306V. Chiếc âm ly Acouphone 306V. Chiếc âm ly này đẹp xuất sắc. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết chiếc âm ly Acouphone E306V đẹp xuất sắc và còn nguyên khiển zin và tắp lô. Còn nguyên khiển zin và nguyên cả tắp lô. Hàng thì chưa một vết xước. E306V có một chiếc. Tiếp theo lại đến dòng Lukman. Này về rất nhiều Lukman và Acouphone. Lukman R1050 có một chiếc. R1050 có một chiếc. Và xin thông báo lại với quý vị những bộ dây loa rất chất lượng đã có mặt tại cửa hàng của Âm Thanh Đức Hạnh. Những chiếc những bộ dây loa đẹp xuất sắc. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những cặp dây loa với có những mã màu như thế này thì quý vị hãy alo cho Âm Thanh Đức Hạnh để được biết giá của những sản phẩm. Và sau đây sang cửa hàng bên cạnh để giới thiệu với quý vị và các bạn những cặp loa, vì cửa hàng quá chật nên Âm Thanh Đức Hạnh trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa tai loi 3828 kiềng vuông. Cặp loa tai loi 3828 kiềng vuông đẹp xuất sắc nhé quý vị nhé. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn cặp loa 3828 kiềng vuông đẹp xuất sắc, có một cặp duy nhất nhé. Tiếp theo Bốt 301 Seriva màu vàng có 2 cặp. Cặp loa Bốt 301 Seriva màu vàng có 2 cặp nhé. Kia là 1 cặp. Và có về được 2 cặp Bốt 301 Seriva màu đen. Hàng về rất nhiều. Bốt 301 Seriva màu đen. Một cặp là của Mexico và một cặp là của Canada. Màu đen nhé quý vị nhé. Tiếp theo lại đến dòng loa JBL. JBL 4312XB có một cặp. JBL 4312XB có một cặp đẹp xuất sắc.
Hôm nay về những sản phẩm mà bên cửa hàng cũng phải ngỡ ngàng vì nó quá đẹp. XP có một cặp. Và tiếp theo hôm nay có về được một cặp Puller CS99A. Cặp loa Puller CS99A. Quá đẹp. Cặp loa Puller CS99A. Hôm nay lô sản phẩm về những sản phẩm toàn là sản phẩm đẹp. Cặp loa Puller CS99A. Thùng vách nguyên bản. Cặp loa Puller CS99A. Đẹp từ thùng cạnh. Trước mắt quý vị và các bạn lại là một cặp loa Puller. Cặp loa Puller CS880. Trông rất gấu. Cặp loa Puller CS880 cũng đẹp xuất sắc. Công suất của cặp loa này là 100W một thùng, trở kháng 8 ohm. Cặp loa Puller CS880 nhé quý vị nhé. Xin quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc hãy nhớ mã từng sản phẩm để gọi điện cho Âm Thanh Đức Hạnh để biết rõ thông tin hơn về những cặp loa Puller CS880 có một cặp trông rất khủng. Tiếp theo vẫn là Puller CS88A. Hôm nay về được một cặp Puller CS88A. Đẹp xuất sắc. Puller CS88A nhé. Về rất nhiều, giới thiệu clip hơi dài. Quý vị và các bạn hãy cố gắng theo dõi hết những video để được cập nhật những thông tin mới nhất của ngày 25 tháng 3 năm 2018. Và tiếp theo lại là một cặp loa JBL L212. Đây là cặp loa JBL. L212. Và xin thưa với quý vị và các bạn, cặp loa JBL L212 có cả súp nhé. Đây là trọn bộ loa và cả súp. Dòng loa JBL thì quý vị và các bạn cũng không xa lạ gì nữa. Cặp loa JBL L212. Quá đẹp.
hôm nay đấy là những sản phẩm của ngày 25 tháng 3 năm 2018. Và bên cửa hàng vẫn còn cặp loa JBL 4343 dòng monitor. Hàng về liên tục, ngày nào cũng có hàng về. Hàng chất lượng nhé quý vị nhé. Loa về rất nhiều. Thưa quý vị, đây là chiếc căng của cặp loa Fuller CS880 nhé. Quay lại gian hàng. Cửa hàng đã còn rất nhiều các sản phẩm. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị về theo địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: trục đường 18, đường đi Quảng Linh, Ung Bí, cạnh siêu thị Lan Chi, đi vào trong cổng chợ 30m. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.